Anh em hôm nay xin chào cả nhà. Đây là món mới ăn ở đây. Chợ sáng mua. Nghe nói bệnh gì dịch gì chạy đi chợ mua sẵn rồi. Hai cái lỗ tai. Giờ người nào chỗ nào ở chỗ ấy hết rồi. Hai cái lỗ tai của Tư Bắc Giới cả nhà ơi. Cái kia tôm đi đổ lú rồi. Tôm đổ lú. Chiều qua. Lú cuốn bánh tráng đi. Cuốn anh em gói bánh tráng ăn cả nhà ơi. Làm sạch chưa? Sạch rồi. Sạch sẽ rồi. Bên đây thì đặt rau. Mình lấy rồi mình thấy cái nhỏ lại ha. Cắt bể mình luộc á, hồi nó sắc nhỏ. Bệnh gì về tới trước cửa nhà dài lên tới đầu xóm luôn rồi, giờ đóng cổng rồi. Để miễn tiếp khách rồi. Nghe cũng lớn quá. Bắt tôm lên luộc trước. Cho thịt vô. Luộc thịt. Chỉnh nè. Nhét ra cho nó ngủ một chút. Đặt ra ngủ với ông sắc hả? Sắc nổi. Đang nóng. Nhiều lắm, có bao nhiêu người ăn cũng nhiều dữ à. Đi. Bệnh dịch nè. Ăn hết rồi. Ăn được nhiều cái ra. Cái lỗ tai đó là no. Lỗ tai này không còn đủ. Hai cái lỗ tai của Tư Bắc Giới nè. Rồi, này, mấy cục này dày dày để lại chút nữa đi. Rồi, mời cả nhà ăn. Mời cả nhà ăn gỏi cuốn. Cá nào? Tôm. Tự nhiên để rút của anh. Để lên đây hết. Mâm luôn. Rồi, mời cả nhà ăn bánh tráng. Ăn bánh tráng trời mưa. Nhà ăn bánh tráng nha. Bánh tép luôn. Bánh tráng nha cả nhà. Muốn nhiều quá ớt á. Chấm bánh tép cũng ngon nha, chấm nước mắm chấm, chấm bánh tép chấm. Bánh tráng bị ướt mưa. Bánh tráng bị ướt mưa hả? Bậy đi. Bị trời mưa giờ nha. Mưa. Vậy là ướt nước. Ướt nước. Mình cũng cuốn gành nữa rồi sao nó dính vô cái dĩa rồi. Cái này thôi nó cuốn nó ấy hả? Cái này phải cái này phải có người cuốn. Mình không gành cuốn. Trời mưa tới thui luôn cả nhà ơi. Đang mưa luôn. Ôi giời. Đúng lâu. Đúng không không lại hả xuống hả? Đi làm rồi. Vô rừng rồi. Mưa này nghỉ luôn. Trốn trốn dịch mà. Không. Giá sống nữa nè. Giá sống mình miếng ngon. Heo. Rồi nhúng cho cố cái này. Nó nhẹt rồi. Cái mà, hết thôi. Nó nhúng ướt nhẹt luôn rồi. Ủa cả nhà ơi. Ảnh rồi. Như leo. Cho một cái bánh tráng nữa mới được. Được đây. Nó xong rồi. Dạ, nó xong. Nó xong rồi. Sao ăn thôi được được à, nước miếng nước lại cái cá này nó dẻo ướt ướt chứ cuốn nó dẻo ngon lắm nó rã là sợ
Được, im quá. Rồi, mời cả nhà. Rồi, mời cả nhà nha. Chưa được nữa hả? Ướt ướt chứ cuốn đại đi, nó dẻo dẻo à, bánh tráng dẻo, nó đâu có lủng. Không. Vậy đó. Rồi. Rớt tiêu một thịt rồi. Dân không biết tiếng, không có ngại, có gì mình có cười nha. Dân là biết ăn với biết làm. Vụ này không có gành gì mấy. Eo. Dân, dân nữa coi. Thì con sáng luôn nè. Tôm. Mưa lớn. Đúng rồi. Rồi, dữ rồi. Dân nữa coi. Ừ, ý là em nhúng có chút xíu mà nó còn ướt nhẹp vậy nè. Ướt không hả? Ừ. Quá tệ xuống tụi luôn rồi. Cuốn tán quá tệ, cuốn này luôn rồi. Ngon quá. Không, cũng không có đổi. Không có đổi đấy đâu. Không ở cuốn tán dẻo. Cuốn tán là dẻo. Ra cuốn em phải được được chút xíu nha. Bánh tráng rồi, bánh tráng cũng ngon lắm á. Tép mặn. Ừ, đâu mặn. Lỗ tay ăn sực sực luôn hả? Lỗ tay ăn sực sực đó. Dữ quá. Cái gì? Mày không kéo cửa vô. Này ăn chừng 3 cuốn à, dội à. Sáng nay nói nha. Nhật bệnh quả quá. Cái nào, cái nào. Chắc là con. Sáng nghe nói cái giò cẳng tao chịu rung đó rồi. Tại sáng người vợ mình xuống đây uống nước trà nè. Ông lại nhà cha ăn nhậu cha ăn đó. Nhậu cha với cậu Thanh Sang đó nè. Mày nhà ở nhà nấy hết rồi. Đúng chốt ha. Phải bổ cái này chơi nữa. Trời ơi, mới để con cái thao chút đầy rồi kìa. Mưa lớn. Đầy thao nước rồi kìa. Mưa lớn rồi, mưa lớn. Rất ngon. Rất ngon. Nãy lẹ dữ ta. Cái máy không đậy là kìa. Kéo không tới thì ướt hết rồi kìa. Sao? Sao cho một người đó? Sao dữ lắm. Nè luôn nữa kì, con cá nè. Đợi không? Cái đó là làm mấy luôn. Chúng ta có bụng cả nhà ơi, sáng giờ thịt lú, hai anh em thịt lú nó là mới được ăn à. Mà không phải là đói mà ngon, nó ngon thiệt. Cái gì? Lâu mình đổi món bánh tráng của nó ngon. Tha nước như vũ vậy đó, nó nó dẻo, đừng nhúng trọng. Nhúng vô. Nhúng vô rồi là nó. Mày chắc mày nghĩ tha nước luôn rồi nè. Tha được rồi. Mày không tha là nó giòn á. Tha cũng được. Rồi.
rau tốn một tiêu rồi. Đằng này không có rau đúng không? Rau nhá. Giá sống, cái cuốn giá sống ăn thử đi. Đang rồi. Sống này cũng ngon lắm á. Này mưa ngon quá ha. Thịt nhóc đó đi. Thịt lại đi. Không có bay rồi. Bay đều giòn. Không sống đâu. Đây. Nó sống nó chui xuống cái này hết rồi. Lỗ tai á, nó giòn. Cắt ngát. Mưa này lỗ tai nó không ấy không. Cái này đã đỡ hơn nãy nè. Từ từ chứ. Cái đầu tiên thì nó mời cả nhà ơi. Ngon lắm nè nè. Chúng bước hai cả nhà. Ăn bánh tráng anh Vinh. Vinh ơi. Bánh tráng à. Bánh tráng anh Vinh ơi. Làm đi ăn vậy cuốn đi. Anh Vinh khó kêu quá ta. Nó sợ mà. Không trời nào mà kêu ăn gì á. Ngộ vậy. Nó sợ. Sợ gì vậy. Không ăn mình ổng rồi không ăn chứ nghe. Con lên lấy thịt heo luộc nè. Bắt đầu. Kéo sao xúc giá. Quá trời đã mưa lớn. Cái này quá trời luôn mà. Cái này nó luôn mà. Cái này quá trời luôn mà. Cái thịt trên này anh Vinh ơi. Con mời. Cái bánh tráng này nè, nó cũng là người làm nước mắm đó nè nghe. Nước mắm mà cũng ngon, ăn ngon á. Cái gì ăn nữa. Hả? Hai chén. Đặt hết rồi nè. Rồi nè. Hai cuốn. Mấy hai cuốn đó hả? Cái gì xuống nhà hai cuốn nó. Những cuốn nào cũng lấy mà cầm tay luôn. Rồi. Ra không nữa. Tôi lâu ăn lỗ tai heo đúng không? Chào cả nhà. Chào cả nhà.